Hồ sơ gì mà để dính vô vậy mà sao mà làm được? Ủa chị, em có thấy gì đâu. Dính cái vết son vậy mà không dính gì hả? Cái này do nãy em tô son nên lỡ dính á, chứ em cũng không phải cố ý. Làm như vậy á là thiếu chuyên nghiệp chứ không cố ý cái gì. Trời ơi, mới lên chức có mấy ngày thôi mà bây giờ bị đặt lên mặt. Thì đó, từng đồng nghiệp với nhau mà giờ gây khó dễ cho nhau. Chuyện công là chuyện công, chuyện tư là chuyện tư. Làm việc quá mà không có trách nhiệm, làm ẩu làm tả thì phải la chứ. Rồi còn chuyện tư nè, son á, thì kiếm cái loại son nào mà chất lượng, không lem không thôi mà xài. Sao xài cái son gì quẹt nhẹ cái dính hồ sơ là làm sao? Son làm gì có không lem không trôi chị, ít nhất nó cũng phải bị dính chứ. Sao lại không? Tôi đang xài nè, son mơ của nhà Marit, công nghệ Hàn Quốc. Chất son á mềm mịn như nhung, không lem không trôi, ăn uống thoải mái. Xài đi. Sao mà không lem không trôi được chị? Tôi đang xài luôn đây nè. Nè, có dính gì đâu? Không. Mặc dù bây giờ tôi có được lên chức, nhưng mà tôi vẫn coi mọi người á là anh em đồng nghiệp, đồng hành với nhau hồi đó giờ mà, có phải là ghét bỏ gì nhau đâu. Nhưng mà chuyện công là chuyện công, chuyện tư nha. Làm sai tôi chửi đó.